Theo kế hoạch, hôm nay ngày 4 tháng 7 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo dự đoán của một số doanh nghiệp, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành này được dự báo tăng lần thứ tư liên tiếp. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, thì giá xăng có thể tăng 320 cho đến 400 đồng một lít, còn giá dầu tăng ít hơn. Giá xăng dầu trong nước đang chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Tại thị trường Singapore, trong kỳ vừa qua, giá xăng dầu thành phẩm bình quân tăng nhẹ so với kỳ trước đó. Dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng trong nước tại kỳ điều hành hôm nay có khả năng được điều chỉnh tăng. Các doanh nghiệp xăng dầu dự báo, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể tăng từ 320 đến 400 đồng một lít. Còn giá dầu dự kiến tăng từ 250 đến 370 đồng một lít tùy loại. Trong trường hợp Liên Bộ Tài chính Công Thương chi quỹ bình ổn giá, thì giá xăng có khả năng tăng ít hơn. Nếu dự báo này là chính xác, thì các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ tư liên tiếp.